Paraben là chất có nhiều trong các sản phẩm mỹ phẩm, được sử dụng phổ biến trong mỹ phẩm chăm sóc cá nhân. Tuy nhiên, thì gần đây đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy các chất này có thể nguy hiểm cho sức khỏe và tác động đến hệ nội tiết. Do đó, tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 8 tới đây, những loại mỹ phẩm có chứa 5 loại paraben trên sẽ bị cấm lưu hành. Theo Cục Quản lý Dược, hiện chưa chứng minh được rõ ràng tác hại của paraben, một chất được sử dụng rất phổ biến trong mỹ phẩm, nhưng cân nhắc nguy cơ, các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đã thống nhất lộ trình ngừng lưu hành sản phẩm có mặt paraben như trên. Lý do chính là các nghiên cứu gần đây cho thấy chất này có nguy cơ ảnh hưởng tới hệ nội tiết cũng như gây dị ứng cho người sử dụng. Cục Quản lý Dược cho biết, tới đây ngoài paraben, chất bảo quản rất phổ biến ở mỹ phẩm là methylisothiazolinone. Và hỗn hợp của chất này ở tỷ lệ 3:1 chỉ được sử dụng trong sản phẩm tẩy rửa, không được sử dụng trong mỹ phẩm. Thời hạn áp dụng quy định này là từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Hiện các chất này được sử dụng phổ biến trong kem dưỡng da, mascara, các chất tẩy rửa, khăn ướt lau cho trẻ em.